Phương không nghĩ rằng là những cái mâu thuẫn có thể là bắt nguồn từ việc là Phương có ông chồng giàu không? Trời ơi, thế thì không lẽ tất cả những cái người mà lấy chồng giàu đều bị như thế hay sao? Phương không nghĩ như thế, không hiểu tại sao mọi người lại có thể nghĩ được như thế. Bởi vì ấy, Phương với anh xã đến với nhau khi mà cả hai đang còn rất là trông trinh về nhiều thứ. Và nếu như mọi người mâu thuẫn hoặc là quý mến hay là thích Phương bởi vì anh xã Phương á, thì Phương nghĩ điều đó nó không công bằng cho cả hai. Bởi vì là giàu tiền là Phương, theo Phương nghĩ đó là cái giàu ít nhất. Với Phương ấy, cái giàu tình, cái giàu kiến thức, giàu tri thức, giàu văn hóa, giàu rất nhiều thứ khác, nó quý hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất đó là tình yêu, giàu tình yêu. Thì với những chuyện đó Phương trân trọng hơn. Và nếu như ai đó mà cảm thấy thích Phương bởi vì anh xã Phương ấy, thì Phương cảm ơn. Bởi vì nhưng hãy thích anh ấy hay là thích Phương bởi vì chúng tôi là một phần của nhau, chứ không phải vì cái giá trị tài sản của chúng tôi đang có. Bởi vì Phương nghĩ rằng tài sản nó chỉ là một cái phép tính ước lệ thôi, ngày nay có ngày mai có thể mất nếu như mình không biết giữ. Thế nên là giàu tình, giàu cảm xúc, giàu nói chung là giàu khát vọng, rồi giàu nghị lực, nó rất nhiều thứ giàu khác mà chúng ta nên cố gắng và chúng ta nên trân trọng hơn là giàu tiền. Bởi vì rõ ràng là anh hỏi câu đó thì vì trong cái giờ phay á đã có một thí sinh nói rằng là thích em chỉ vì là ông xã của em giàu thôi. Thì vâng, trong The Face thì cũng có một thí sinh nói thích Phương bởi vì anh xã Phương giàu, nhưng mà cuối cùng mọi người nghe hết thì rõ ràng là em ấy cũng chỉ muốn highlight một tí để cho nó vui thôi. Rõ ràng sau đó thì em ấy cũng nói bởi vì rằng em ấy thích cái sự tự tin của Phương, bởi vì là em ấy quan sát rằng là dù rằng Phương sẽ có một vài cái không bằng một vài người, nhưng mà rõ ràng cái sự tự tin của Phương thì Phương đã có thể chứng minh được cái năng lực của mình có thể tốt như thế nào rồi. Và rõ ràng người ta quý Phương, Phương nghĩ rằng em đó quý Phương bởi vì Phương tự tin, Phương bản lĩnh, chứ không phải bởi vì xã Phương. Nhưng mà nó cũng phần nào thể hiện được là cái mong muốn hay là những cái suy nghĩ của rất nhiều người khác. Đúng. Cái việc mà một ai đó, cô bé là một ví dụ, và Phương nghĩ rằng đó cũng là đại diện cho một nhóm người. Tất cả chúng ta đang đại diện cho một nhóm người, một nhóm tư duy trong cái xã hội. Và cái chuyện một nhóm người thích Phương bởi vì anh xã Phương giàu hay bởi vì chuyện ABCD liên quan đến tiền bạc hay tài chính ấy, thì đó là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì chúng ta ai mà chả có một cái mong muốn, một cái khát khao giàu có hơn. Bản thân Phương ngày xưa cũng thế và đến bây giờ Phương vẫn thế. Phương là người thích kiếm tiền nhưng không phải vì là chứng minh số tiền mình có, mà đôi khi số tiền nó sẽ là một cái kết quả để chứng minh một cái quá trình nỗ lực. Và một cái mà tiền thì nó cũng là một cái để giúp cho chúng ta cảm thấy sẽ thoải mái hơn, và chúng ta sẽ đầy đủ hơn về vật chất, hay là chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn trong những cái bước quyết định liên quan đến nhiều thứ. Thì với Phương nó đơn giản là chỉ dừng ở đó thôi. Thế nên rằng đừng nặng nề quá giá trị của đồng tiền, mà hãy nặng nề cái mục đích sống, cái khát vọng sống, mình có đang được sống và làm việc theo đúng giá trị của bản thân mình hay không, thì Phương nghĩ cái giá trị nó sẽ tốt hơn. Và Phương sẽ luôn luôn tôn trọng cái góc nhìn, cái quan điểm của mọi người, và Phương sẽ luôn nỗ lực để mà thay đổi cái nhìn của người ta nó tiêu cực về mình bằng những cái hành động tích cực nhất. Và Phương tin rằng cái tích cực của mình có thể giúp cho tất cả mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Bất khả ở hai cuộc thi á, thì mình chia sẻ một xíu về cái góc nhìn của mình cũng như là cái quan điểm của mình ở hai cuộc thi như thế nào. Phương cảm thấy rất hứng khởi khi mà được được cùng một lúc đảm nhận hai vai trò quan trọng trong hai cuộc thi rất là khác nhau. Một cuộc thi thì nó rất là hoa hậu. Cuộc thi có thể gọi là cuộc thi mà lớn nhất và danh tiếng nhất thế giới và khó khăn nhất, đó là Miss Universe Việt Nam 2022. Được tiếp tục đồng hành trong mùa năm nay, đó là điều khẳng định về cái giá trị của Vũ Thu Phương với cuộc thi. Rõ ràng là mọi người ném đá rất nhiều và phản ứng rất gay gắt về cái việc xuất hiện trở lại của Vũ Thu Phương ở cuộc thi năm nay. Thế nhưng mà Phương tự tin rằng là với cái tận tâm và sự cống hiến và cái bản lĩnh của mình, Phương cũng là một Vietnam Human và Phương sẽ đóng góp rất nhiều cho cuộc thi năm nay để Phương có thể tìm ra một đại diện nhan sắc Việt Nam đầy đủ những cái bản lĩnh, những cái tố chất có thể chinh chiến ở trên trường quốc tế. Với lại khi mà Phương thấy mọi người càng anti Phương bao nhiêu, mọi người càng ý kiến nhiều bao nhiêu, gần như là Phương đọc nhiều lắm, có thể nói là gần như không bỏ sót đâu. Bất cứ gì mới ra Phương cũng sẽ đọc, Phương cũng sẽ tìm hiểu, để mà không phải để chiều lòng fan thực sự, mà để hiểu được vấn đề, để hiểu được cuối cùng vấn đề nằm ở đâu, lý do tại sao mà người ta lại anti mình nhiều như vậy. Và khi đến cùng thì Phương hiểu rằng là thực ra chúng ta có cùng chung một khát khao, đó là mang danh hiệu cao nhất về cho Việt Nam, để mà người Việt Nam có thể tự hào trên đấu trường nhan sắc.
thì và đấu trường này không phải chỉ là nhan sắc mà còn cả trí tuệ nữa, cả là bản lĩnh nữa. Thế nên rằng là chúng ta cùng một mục tiêu, và khi mà Phương thấy là à cùng một mục tiêu, cùng một cái cách, nhưng mà cái cách hành động và cái sự hiểu vấn đề đang khác nhau và người ta đang hiểu lầm về mình, thì phải cần có thời gian để cho người ta hiểu được rằng là người ta đang hiểu nhầm và chúng ta cùng một mục tiêu. Thì Phương tin chắc cái chuyện đó sẽ làm cho Phương với khán giả khi mà ồ với à xong rồi ấy, thì mọi người sẽ hiểu được và sẽ trân trọng Phương hơn rất nhiều. Còn về The Face Việt Nam 2022 thì lại là một chương trình mà Phương rất yêu thích. Phương cảm thấy Phương được là chính mình, Phương cảm thấy cái chất siêu mẫu của mình nó rất là rộng rất, để cho Phương có thể thỏa sức với vùng. Mọi người có thể nhìn thấy là cái hình ảnh Phương xuất hiện ở The Face với ở bên Miss Universe nó sẽ hơi khác nhau. Một bên Miss Universe thì Phương là một vị trí ban giám khảo khá là quan trọng, và Phương sẽ cần phải, cái hình ảnh của Phương nó sẽ cần được quyền lực hơn, nó sẽ cần phải nghiêm túc và cẩn trọng hơn. Nhưng với The Face thì mọi người sẽ nhìn thấy Phương thoải mái lắm, Phương vui vẻ lắm và có thể hơi nghịch hơi quậy một chút xíu, và đó là tính cách thật của mình. Với lại nữa là với The Face thì cái sân chơi, cái đất diễn cho một siêu mẫu, một diễn viên, một nhà thiết kế rất là rộng. Phương rất là vui với lại các thử thách mà anh Nam Trung đặt ra cho mình, hay là chương trình đặt ra cho mình, nó hoàn toàn ngẫu hứng. Thế nhưng mà cũng là một cái bước khảo sát để xem rằng là với bao nhiêu năm mình tắt đèn đi ngủ thì liệu rằng mình còn nhạy bén hay không? Liệu rằng cái chất bên trong của mình nó sẽ còn có thể chinh phục được khán giả hay không? Và với mỗi một cái cảm xúc dâng trào của cái thời điểm diễn xuất thì Phương cảm thấy là à, cái lửa, cái máu ở trong mình nó còn lớn lắm và mình vẫn còn muốn cống hiến nhiều lắm. Thì đấy cũng là một cách mà Phương đang khám phá bản thân mình và chinh phục. Thế nên chứ mà được ý kiến, cứ ý kiến về cổ, về đầu, về chân, về tay của Phương mỗi một lần xuất hiện, đó là chuyện bình thường, bởi vì đó là sự khác nhau đó. Cái gì cũng có thể làm được hết á, nhưng mà cái quan trọng nhất là chọn cái gì phù hợp nhất với trang phục đó, với hoàn cảnh đó, với cái thì nó mới là cái quan trọng, mới là cái bản lĩnh của một người nghệ sĩ trình diễn, một siêu mẫu, một người mẫu. Và bên cạnh đó thì với cái hình ảnh mà nó sẽ cần commercial hơn, nó sẽ cần phục vụ cho thương mại nhiều hơn ấy, thì một diễn viên Vũ Thu Phương có rất nhiều đất diễn. Và nếu như ai đã theo dõi Vũ Thu Phương từ hơn 10 năm trước đều có thể thấy rằng Phương trước đây Phương cũng là một đại sứ thương hiệu cho rất nhiều nhãn hàng, với mà là toàn những nhãn hàng rất là khó tính. Thế nên rằng lần này quay trở lại Phương cũng cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì là cái đất diễn của một cái người mẫu quảng cáo, đất diễn của một diễn viên nó cũng rất là sâu và rộng để cho Phương thỏa sức bẫy vùng. Ngoài cái việc xây dựng cho bản thân mình được sống với tất cả những cái lửa, những cái khát khao trong mình ấy, thì Phương muốn đóng góp và chia sẻ. Đóng góp là gì? Đóng góp đó là Phương sẽ cùng tìm ra những cái nhân tố mới, bởi vì là Phương hiểu cái sự khó khăn như thế nào khi mới bước chân chính vào nghề. Bây giờ mọi người nhìn tưởng là dễ nhưng thực ra rất là khó, bởi vì mọi thứ đang rất là bão hòa, ai cũng có thể nổi được, nói một vài câu cũng có thể nổi, không cần làm gì nhiều cũng nổi, và thậm chí làm càng nhiều càng không nổi, làm càng chất càng khó nổi, và làm càng khác người lại càng bị kỳ thị. Thì Phương nghĩ rằng những cái giá trị như vậy ấy, thì Phương ấy, có Phương dám đưa thân mình ra để đánh phát súng đầu, để gọi là đánh cái bắn phát súng đầu tiên, đánh cái tiếng trống đầu tiên. Và rõ ràng chị Anh Thư cũng là một cái gọi là một cái nguồn năng lượng rất là tốt và tích cực để cùng quay lại cùng với Phương để cùng đóng góp cho nghề và cùng chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm, tất cả những cái kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề để mà cùng xây dựng cho một cái thế hệ mới tốt đẹp hơn, rõ nét hơn, sắc bén hơn và vững chãi hơn, trí tuệ hơn, bản lĩnh hơn, và chúng ta sẽ cùng đi chiến thế giới. Trên thế giới mới vui, còn ở trong nhà thì cứ nghĩ gà cùng một mẹ chớ ngoài đá nhau. Nhưng mà showbiz Việt